Thưa quý vị, đau nhức xương khớp vẫn luôn là nỗi ám ảnh của rất nhiều người, đặc biệt là những người lớn tuổi, tạo ra cho họ cảm giác chán nản, mệt mỏi, không thể làm được việc gì. Chính vì thế mà việc tìm ra một giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh xương khớp an toàn và hiệu quả luôn là điều mà rất nhiều người quan tâm. Và quý vị có biết không ạ, trong thời gian vừa qua thì trên các diễn đàn y học đang truyền tay nhau về một bài thuốc có khả năng hỗ trợ điều trị bệnh xương khớp và tái tạo xương khớp vô cùng hiệu quả chỉ sau đúng một liệu trình sử dụng, có tên là Vạn Cốt Linh. Và theo như chúng tôi tìm hiểu thì đây là bài thuốc thảo dược gia truyền từ nhiều đời của lương y Hoàng Ngọc Tào, hiện đang sinh sống tại thị trấn Nông Trường, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. Cách thủ đô Hà Nội hơn 220 km về phía đông bắc, trải qua hơn 4 giờ di chuyển bằng xe ô tô, nhà phóng viên chúng tôi đã có mặt tại nhà lương y Hoàng Ngọc Tào thuộc thị trấn Nông Trường, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. Ngay khi mới tới nhà, cũng là phòng khám của lương y Hoàng Ngọc Tào, nhà phóng viên rất bất ngờ vì dù sáng sớm nhưng đã rất đông người bệnh ngồi xếp hàng chờ đến lượt thăm khám. Không gian nhẹ nhàng, thanh tịnh, cùng mùi hương của các vị thảo dược. Chỉ nghe tiếng lương y Tào trò chuyện và bắt mạch cho người bệnh cũng khiến chúng tôi cảm nhận được sự ấm áp, gần gũi và tận tình của thầy đối với từng người bệnh. Theo chia sẻ của những người đến khám, hình ảnh này không quá lạ lẫm đối với họ bởi nơi đây mỗi ngày đều tấp nập bệnh nhân. Đa phần trong số họ là những người ở tỉnh xa, biết đến danh tiếng của lương y Tào và tìm đến để được thăm khám, điều trị về căn bệnh xương khớp. Sinh ra trong gia đình có truyền thống hành nghề y chữa bệnh cứu người. Ngay từ nhỏ, lương y Hoàng Ngọc Tào đã thường xuyên theo cha lên rừng hái thuốc và dành tình yêu đặc biệt với những cây thuốc nam. Do tư chất thông minh cộng với tính ham học hỏi, đến nay, lương y Hoàng Ngọc Tào đã nắm trong tay hàng trăm bài thuốc quý và ngày càng được nhiều bệnh nhân ở khắp các tỉnh thành tìm đến khám chữa bệnh. Tận mắt chứng kiến rất nhiều người bệnh phải chịu đau đớn, khổ sở vì căn bệnh xương khớp, lương y Tào luôn thương cảm và mong muốn có thể giúp đỡ thật nhiều người bệnh có cuộc sống tốt hơn. Ngoài những bài thuốc mà ông cha để lại, lương y Hoàng Ngọc Tào không ngừng học hỏi, phát triển, học và nghiên cứu thêm các phương thuốc giá trị của lương y Tuệ Tĩnh, Hải Thượng Lãn Ông. Trong số đó, nổi tiếng nhất là bài thuốc hỗ trợ điều trị xương khớp được điều chế từ 100% thảo dược tự nhiên mang tên Vạn Cốt Linh, được người bệnh truyền tay nhau như một thần dược giúp khỏi bệnh ngay chỉ sau một liệu trình điều trị. Chia sẻ về bài thuốc điều trị xương khớp Vạn Cốt Linh, lương y Hoàng Ngọc Tào cho biết. Bài thuốc chữa đau xương khớp Vạn Cốt Linh của tôi do từ ông cha để lại, tôi đã chữa được nhiều người khỏi. Trong đó có cả nhiều lứa tuổi khác nhau, do bệnh tật đấy là do nhiều cái nguyên nhân sinh hoạt rồi là ăn uống tất cả các thứ khí hậu nó không phù hợp. Do đó là những người trẻ đến đây chữa và kể người già đến đây chữa là ai đến đây lấy thuốc của tôi đều chữa khỏi cả. Những nguyên nhân có rất nhiều nguyên nhân. Cái thứ nhất là vấn đề tuổi tác. Cái thứ hai nữa về vấn đề là chúng ta ít vận động, tập thể dục thể thao hoặc là do cái thực phẩm ăn uống của mình không phù hợp nó cũng gây nên đau nhức xương khớp này. Cái nguyên nhân đau xương khớp này chúng ta nếu mà để lâu không điều trị thì nó sẽ gây lên là vôi hóa cuộc sống rồi là thoái hóa các cái đốt sống, xong bắt đầu dần dần là đến bán thân bất toại, xong là dần dần là đến liệt cả tứ chi. Cho nên là cái đó là tôi mong là bệnh nhân là chú ý cái chuyện đó là mình phải chữa trị cho nó kịp thời. Mọi người đau xương khớp thường là có một số bệnh nhân là đi lấy thuốc tây về uống. Cái thuốc tây này uống nó là con dao hai lưỡi, uống lâu nó sẽ ảnh hưởng đến da dày và thận. Nó vì là cái cấn của cái thuốc tây thường là nó lắng đọng ở dưới da dày. Do đó là mọi người đến đây lấy thuốc đau xương khớp Vạn Cốt Linh của tôi về chữa thì tuy rằng nó chậm một chút nhưng mà chậm chắc nó sẽ khỏi 100%, chưa có anh nào tái phát cả. Bệnh xương khớp thường bắt đầu và diễn biến chậm nên người bệnh thường bỏ qua các dấu hiệu nhẹ. Cho đến khi có các triệu chứng nghiêm trọng thì mới tìm khắp nơi với các loại phương pháp chữa bệnh khác nhau, nhưng đôi khi đã là quá muộn. Với những bệnh nhân mắc bệnh xương khớp có đến 80% bệnh nhân đau nhức ảnh hưởng đến quá trình sinh hoạt hàng ngày, 20% bệnh nhân đối diện với nguy cơ tàn phế suốt đời. Chính vì vậy, việc điều trị sớm, kịp thời bằng các thảo dược đông y là giải pháp an toàn, hiệu quả, giúp trị bệnh tận gốc và ngăn ngừa những biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe. Bài thuốc Vạn Cốt Linh của tôi dạng viên hoàn, bệnh nhân uống vào sẽ đau nhức dữ dội một hai ngày đầu, đó là nó làm tác động cho ổ viêm đẩy các cái độc tố ra bên ngoài, trong một vài ngày sau sẽ đỡ đau và dần dần bệnh nhân sẽ có cái tiến triển tốt. Giai đoạn 2 là giai đoạn làm lành, khai thông khí huyết, bệnh nhân sẽ hoạt động trở lại bình thường, ăn ngon ngủ ngon,
Giai đoạn 3 là giai đoạn tái tạo lại các mô khớp và các dây khớp. Mọi người sẽ trở lại trạng thái bình thường và khỏe mạnh. Mọi người uống thuốc đau xương khớp vạn cốt ninh này từ 1 đến 3 tháng sẽ khỏi hoàn toàn, không có tái phát. Thưa quý vị, thông qua phóng sự vừa rồi thì phần nào cũng đã lý giải được vì sao bài thuốc của lương y Hoàng Ngọc Tào lại được nhiều người tin tưởng và sử dụng đến như vậy. Và ekip chương trình chúng tôi cũng mong muốn rằng là thông qua chương trình này, quý vị cũng đã có thêm cho mình những thông tin về căn bệnh xương khớp và lựa chọn cho mình một sản phẩm phù hợp với bản thân mình. Đến đây thì rất tiếc thời lượng chương trình cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.